Vâng, chạy ngay, có lẽ ấn nhầm rồi. Vâng, trận đấu thứ hai. Yes. Cố gắng mở quả đi Cammy, tôi chịu rồi. Yes. Vâng, nếu như bàn này chưa chắc. Em nói thật nhá, bà kèo Chip Boy và BB là một kèo không hề lệch nhau quá nhiều đâu. Yes. Thật sự luôn. Em không tin là BB có thể thắng được Chip Boy với một tỷ số áp đảo. Nên anh em hoàn toàn có thể ra bàn, tất nhiên là Chip Boy được chấp một chút ở trong kèo này. Nhưng đây là một kèo hoàn toàn có thể đặt bàn rồi. Anh em đặt bàn thắng thua đi. Còn thực sự là để em đặt kèo quả rất là khoai, bởi vì em chỉ là làm một mình. Ok, tỷ số là 1-0 dành cho game thủ Bi. Vâng, Bi đang đánh rất hay trong ngày hôm nay, phải nói như vậy. Vâng, sự trở lại cũng là rất tuyệt vời dành cho đội trưởng của clan Bi Club. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, khi mà game thủ Chip Boy không phải là một timer. Thực sự là tôi thấy là Chip Boy đánh kèo AC này thì cứ dơ Nga thôi. Chip Boy đánh chắc nhà hay thua lắm. Có lẽ là sau ngày hôm nay tôi sẽ tư vấn cho Chip Boy cách đánh ở trong thể loại ACDA khi mà đối đầu với những game thủ có thể nói là nổi tiếng trong thể loại đánh cùng đời gì game thủ Ruby hay game thủ chim trẻ nắng hoặc game thủ của anh. Vâng, dâng A là một điều hay hơn dành cho Chip Boy ở thời điểm này. Sẽ là một sự lựa chọn tối ưu hơn và sẽ phù hợp hơn với những thao tác, những kỹ năng mà Chip Boy đang có. Vâng, chứ còn nếu như để cho em đánh chắc nhà thì khoai lắm. Trận này mà đánh chắc nhà thì khoai hơn này. Chắc là lại bị ốp chết thôi. Nhà không phải là quá khủng. Và thậm chí là có thể nói là rất trống. Đánh kiểu... Vâng, đánh theo kiểu... Đánh kiểu dâng A. Vâng, đánh đến đâu hay đến đó thì sẽ hay hơn rất nhiều. Và so với các bài chỉ đánh ngồi và thủ. Và Chip Boy thì là không phải là một trong những tay thủ nhà hay. Và tôi không muốn nói rằng Chip Boy là một trong những tay thủ nhà hơi kém ở thể loại showroom rồi gì này. Vâng, không muốn nói là kém. Tấn công thì rất phũ phàng, rất hay rồi. Nhưng khả năng phòng thủ của Chip Boy thì nó không có độ trì nhất định như những game thủ đỉnh, vâng, như những game thủ đỉnh đám như BB Chim Sẻ hay là Hồng Anh. I'm Alamos.
Vâng, chúng ta quay trở lại với màn hình máy của game thủ Chibboy rồi. Vâng, đây là một trận đấu mà Chibboy đang muốn gì đấy. Vâng, đây rồi, dâng A đây rồi. Dâng A rất cao dành cho game thủ Hello Chibboy. Chúng ta cùng chờ xem Chibboy thi đấu bài này như thế nào. Dâng A rất cao. Vâng, sẽ là 5A dành cho game thủ Hello Chibboy bài này. EB đang có điểm số rất cao. EB đang lên được sớm hơn so với game thủ Chibboy. Chibboy đang cảm thấy khoai rồi. Nhưng nếu như tên quân đầu tiên mà có thể công được vào luôn vào trụ chính của Chibboy thì của vâng Chibboy có thể công được vào trụ chính của game thủ EB thì cũng chưa biết như thế nào. Các bạn hãy nhớ rằng ở trận đấu trước Truy Mệnh đối đầu với game thủ Chibboy, Chibboy cũng là người lên đời muộn hơn. Vâng, Chibboy cũng là người lên đời muộn hơn nhưng tân quân đầu tiên của Chibboy quá hiệu quả, nó khiến cho vâng Truy Mệnh không có được thực để có thể sóc quân. Và bây giờ thì sẽ là những tấn quân đầu tiên dành cho game thủ Chibboy trong trận đấu này. 5A là vắt đều dành cho game thủ Chibboy. Đây là một trận đấu bất lực của game thủ Chibboy đang là rất khỏe. BB cần phải để ý những tình huống. Có lẽ BB cũng sẽ biết được việc game thủ Chibboy ra ngà và BB sẽ tách một hai con cung đờ đi bắn dân thôi không. Đây là tấn quân đầu tiên của game thủ Chibboy và công thẳng luôn vào trong bay gỗ. Tấn quân đầu tiên của Chibboy cũng đã có. Vâng, đây rồi, đây là bay gỗ của BB. Một dân của BB sẽ phải nằm xuống những tình huống này. Vâng, hai dân của BB nằm xuống. Vâng, đây sẽ là pha điều đờ. 4 đờ đối đầu với 5 đờ. Không như vậy là cũng 5 đờ ngang phớ nhau. Nhưng BB là người chết một con cung đờ trong tình huống đấu quân này. 36/36 thăm lai đến từ game thủ Chibboy vẫn đang là ổn. Nhưng BB là một bài khoanh ruộng và đang là tương đối khỏe. Bạn cùng chờ xem BB có thể đỡ được không. Một tân quân thứ hai của game thủ BB đang nở ra và những con cung đờ của game thủ BB đang đứng ở trên dốc. Rất nhiều dân của game thủ Chibboy nằm xuống. Chibboy đang đánh vào một thế khó rồi. Vâng, đang là một thế khó hơn dành cho game thủ Hello Chibboy. Vâng, có vẻ như vâng bây giờ thì BB sẽ bị bung lượng chính. Chibboy đang công vào bãi gỗ. Và game thủ BB có để ý hay không đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vẫn không để ý. Chibboy vẫn đang rỉa rói là tương đối hay. Nhưng vâng, nhưng ở nhà của game thủ Chibboy đang có biến. Đây là một trận đấu mà trường mong game thủ BB trường có thể thủ được nhà là khả năng thắng cao rồi. Vâng, không cần đánh phải quá nhiều. Tấn quân đầu tiên của game thủ BB còn sống nguyên và là cố gắng rỉa dân của Chibboy mà thôi. Số lượng quân là ngang phớ nhau bởi vì đơn giản đây là một trận đấu mà game thủ Chibboy là người lên muộn hơn. Tân quân mới của Chibboy nở ra không thể xong đều 5A. BB thì vẫn đang đều 5A và số lượng quân của BB đang đông hơn so với Chibboy rất nhiều. 44/44/46 và Chibboy đang bị dồn vào xuống dưới dốc và đây là một trận đấu mà nhiều khả năng là Chibboy nằm. Vâng, rất khó cho Chibboy thực sự như vậy. BB đang đánh rất hay. Vâng, hết quần. Tỷ số rất là 2-0 dành cho game thủ BB.
Vâng, rất nhanh, và các bạn hãy cùng tôi chờ đợi trong ít phút để chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo của kèo đấu này.